Hôm 25 tháng 2 vừa qua thì Tổng cục Thuế tại Việt Nam cho biết là cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có xem xét đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với những người bán hàng qua thương mại điện tử, tức là bán hàng online mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, tức là chưa có đóng thuế. Theo Tổng cục trưởng thuế Mai Xuân Thành ở Việt Nam cho biết thì hiện nay người bán hàng online cần phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ kinh doanh trực tuyến trên 100 triệu đồng mỗi năm, tức là khoảng 4.000 đô la mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan thuế không dễ quản lý đầy đủ các nguồn thu, xác định những người nộp thuế, căn cứ tính thuế hay là phân biệt rõ loại thu nhập, kiểm soát giao dịch kinh doanh, dòng tiền, vân vân lãnh đạo của ngành thuế thì khẳng định là thời gian tới đây cơ quan này sẽ tiếp tục quản lý uh, thu thuế từ những người mà buôn bán online sẽ siết chặt cái vụ này danh sách của những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng với việc đó thì cơ quan này sẽ cưỡng chế trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ tức là còn thiếu thuế các biện pháp này mấy năm qua đã được áp dụng với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Riêng đối với những người bán hàng qua thương mại điện tử, tức là bán hàng online thì cơ quan thuế chủ yếu là tuyên truyền, khuyến khích hay là đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh và các bên thứ ba tự giác kê khai nộp thuế. À, Luật quản lý thuế của năm 2019 và nghị định 126 của năm 2020 của Việt Nam có quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chánh về quản lý thuế. Theo Bộ Tài chánh, thì trước kia khi chưa được bổ sung thẩm quyền này, thì các cá nhân nợ thuế hay là chủ doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã cao chạy xa bay, thì trước khi cơ quan hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, Tuy nhiên, để chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế nợ tồn động từ các cá nhân, doanh nghiệp chay lì, thì quy định này là cần thiết để tránh các đối tượng nợ thuế bỏ trốn. À, tại cuộc họp, thì ông Mai Sơn là Phó Tổng cục trưởng thuế Việt Nam à, cũng à, lưu ý là các cơ quan liên quan nghiên cứu cách quản lý thu thập dữ liệu về những người kinh doanh online thông qua chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán, vân vân. Theo quy định hiện hành thì sàn giao dịch thương mại điện tử tức là buôn bán trên online phải cung cấp thông tin về người bán riêng những cái sàn mà có chức năng đặt hàng trực tuyến giống như là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo thì còn phải cung cấp thêm doanh thu của từng người bán. Dựa trên các thông tin này thì cơ quan thuế sẽ ra soát để đưa nhiều cá nhân, tổ chức vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp nhằm điều chỉnh doanh thu hoặc là uh, sẽ truy thu nếu mà không có nộp thuế đủ. Thống kê cho đến hết năm 2023 thì ở Việt Nam có 74 nhà cung cấp nước ngoài uh, ghi danh, khai và nộp thuế qua uh, cổng cổng thuế. Tổng số thuế đã nộp được là hơn 8.000 tỷ đồng, tức là khoảng 340 triệu đô la. Trong đó thì có gần 6.900 tỷ đồng là khai và nộp trực tiếp. và 1.200 tỷ đồng là do các bên của Việt Nam khấu trừ nộp thay. Theo Bộ Công Thương thì ở năm 2023 quy mô thị trường bán lẻ online tại Việt Nam đạt khoảng 20.5 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2022 và tốc độ tăng trưởng mua bán online của Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới tính đến tháng 12 của năm 2023 theo Statista. Thì đây là một điều mà những người buôn bán online cần phải lưu ý